Vòng quanh thế giới xin chào các bạn. Và đây chính là câu chuyện về đất nước Thái Lan, đất nước đi trước thời đại hẳn 543 năm. Có gì đó sai sai ở đây phải không nào? Không, hoàn toàn là không hề. Chúng ta hãy cùng đến với những điều thú vị của Thái Lan. Thái Lan là một quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á, với diện tích là 513.120 km2, diện tích tương đối lớn ở trong khu vực. Đất nước này thì bên cạnh phần lãnh thổ chính còn có 1.430 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Thủ đô của Thái Lan rất quen thuộc là Bangkok và họ có dân số là vào khoảng 69 triệu người. Thế đến Thái Lan thì đây là một thiên đường của du lịch. Đây là một trong những nước thu hút nhiều khách du lịch nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, đứng ở trong top 10 thế giới, nhiều hơn bất kỳ một quốc gia nào khác so với những đất nước lân cận. Tên gọi Thái Lan có nghĩa là vùng đất của tự do. Quả thật Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không bị bất kỳ một đất nước châu Âu nào đô hộ và cái tên gọi của nó thì rất là phù hợp. Quốc kỳ của Thái Lan thì có 5 sọc ngang gồm các màu đỏ, trắng và xanh da trời. Với màu đỏ thì người Thái liên tưởng đến bản thân ngay cả dân tộc của họ. Màu trắng là màu của Phật giáo và màu xanh lam màu đại diện cho nhà vua, nằm ở giữa lá cờ và rộng gấp đôi các sọc khác. Thái Lan thì có nhiều loại cờ khác nhau, ngoài quốc kỳ còn có những lá cờ của hoàng gia, cờ của vua, cờ của hoàng hậu và quốc kỳ của Thái Lan thì thường được treo cùng với cả hoàng kỳ. Bây giờ sẽ là chủ đề của ngày hôm nay. Tại sao lại nói Thái Lan đi trước cả nước khác nhiều năm? Thái Lan đi trước thế giới theo đúng nghĩa đen luôn, chính xác là 543 năm. Mặc dù lịch phương Tây được sử dụng ở Thái Lan nhưng mà lịch chính thức là lịch Phật giáo truyền thống. Ở Thái Lan năm 2022, theo dương lịch là năm 2565 theo lịch Phật giáo. Tất cả mọi thứ từ thẻ căn cước của người dân Thái Lan đến biên lai của cửa hàng tiện lợi 7-Eleven thì đều hiển thị cả năm theo Phật lịch. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điều đặc biệt ở đất nước đi trước thế giới 543 năm nay. Thái Lan theo chế độ quân chủ lập hiến, hầu hết là người dân Thái Lan đều tôn sùng nhà vua và hoàng hậu. Nhiều gia đình treo ảnh đức vua ở nhà, nói xấu hoàng gia có thể khiến bạn phải vào tù. Trước đây thì không ai được chạm vào một thành viên nào cả trong hoàng tộc. Thậm chí vào thế kỷ thứ 19, một hoàng hậu đã bị chết đuối khi mà thuyền lật vì không ai dám xuống cứu bà do luật lệ hà khắc này. Thái Lan nổi tiếng là thiên đường của du lịch. Nơi đây có những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, có những bờ biển nằm trong top 10 bãi biển đẹp nhất trên thế giới. Đặc biệt là nền văn hóa bản địa với nhiều lễ hội truyền thống ấn tượng, ẩm thực phong phú và con người rất là thân thiện, dễ mến. Đó chính là những lý do giúp Thái Lan luôn thu hút đông đảo khách quốc tế đến tham quan và du lịch. Thái Lan cũng được gọi với biệt danh là vùng đất của những nụ cười. Một nụ cười có thể đi một chặng đường dài và bạn sẽ tìm thấy nhiều nụ cười ở Thái Lan hơn so với bất kỳ một quốc gia nào khác. Như một sự đặc trưng riêng ở Thái Lan, họ rất hay cười, ngay ở cả trong những tình huống không phải lúc nào mà nụ cười cũng được khuyến khích. Với họ nụ cười không đơn thuần là nụ cười. Người Thái Lan có tới 13 kiểu cười dành cho nhiều trường hợp khác nhau. Cười hạnh phúc đến phát khóc, cười lịch sự, cười tự hào, cười theo kiểu buồn, lại có những kiểu cười như là muốn cười nhưng mà không thể cười nổi. Và một biệt danh phổ biến khác của Thái Lan đó là xứ sở chùa vàng. Đất nước Thái Lan là một trong những vương quốc ít ỏi trên thế giới này được mệnh danh là xứ sở của chùa vàng bởi vì tôn giáo chính thức ở Thái Lan là Phật giáo với 95% dân số theo đạo Phật. Phật giáo là một thành phần quan trọng đối với bản sắc của nhiều người Thái. Nhiều người sẽ cúng gần như là hàng ngày, nhiều người khác thì thỉnh thoảng sẽ làm công đức. Người Thái tin rằng họ sẽ sống lâu hơn và hạnh phúc hơn nếu như làm công đức. Một số người sẽ đeo bùa hộ mệnh của Phật giáo để tự bảo vệ bản thân mình. Có khoảng 300.000 tu sĩ sống ở Thái Lan và có khoảng 35.000 ngôi chùa ở đất nước này. Trước đây, có một tục lệ, tất cả các nam thanh niên ở Thái Lan, bao gồm cả những thành viên trong hoàng gia phải trở thành nhà sư Phật giáo trong một thời gian nhất định trước khi họ bước sang tuổi 20. Tuy nhiên, hiện tại tục lệ này không còn được lưu truyền một cách rộng rãi nữa. Nhiều lễ hội và ngày lễ xoay quanh tôn giáo lớn nhất ở Thái Lan, một trong số đó được gọi là lễ hội Songkran, là một trong những lễ hội té nước lớn nhất thế giới, diễn ra vào tháng 4, tháng nóng nhất ở Thái Lan. Nó tượng trưng cho việc rửa sạch tội lỗi và xui xẻo từ năm trước. Đây cũng là thời điểm mà lau dọn nhà cửa để chào đón Tết của người Thái và được bắt nguồn từ việc đổ nước lên đầu các bức tượng của Đức Phật. Tiếp tục với những sự thật thú vị khác về đất nước Thái Lan. Thái Lan cũng từng được gọi là Siam. Đây là tên gọi chính thức cho đến ngày 23 tháng 6 năm 1939, sau đó được đổi thành Thái Lan. Nhưng mà cũng có một thời gian từ năm 1945 đến năm 1949 đến Thái Lan lại được đổi thành Siam rồi mới quay trở lại là Thái Lan như ngày nay. Từ Siam có nghĩa là nước da nâu trong tiếng Anh viết là Siam. Đó là lý do tại sao mà chúng ta đọc những cái tờ báo của Thái Lan hoặc là những từ cái tên công ty lớn của Thái Lan thì thường có từ Siam đứng đầu. Ví dụ như là tờ Siam Sport, tờ báo nổi tiếng của Thái Lan về lĩnh vực thể thao chẳng hạn. Bangkok là thủ đô đồng thời là thành phố đông dân nhất của Thái Lan.
Thật may mắn khi mà bạn biết rằng Bangkok chỉ được gọi là Bangkok mà thôi, vì tên thật của nó là một trong những tên dài nhất, khó đọc nhất của một trong những địa điểm thú vị nhất trên thế giới. Có một điều mà chắc chắn là bạn khi mà tìm kiếm tên thật của Bangkok thì bạn không thể nào đọc chắc chắn và cũng không thể nào biết được tên của nó có nghĩa là gì. Tên đó có nghĩa là thành phố của những thiên thần, thành phố vĩ đại của những người bất tử, thành phố tráng lệ của cửu viên ngọc quý, chỗ ngồi của vua, thành phố của những cung điện hoàng gia, ngôi nhà của những vị thần được dựng lên bởi vua Vishwakarma tại India. Vừa rồi tính nhanh thì mình cũng mất khoảng 15 cho đến 16 giây để hoàn thành cái danh từ riêng Bangkok theo tiếng gốc của nó. Ở Thái Lan thì đôi khi bạn phải nghe hoàng gia ca trước khi xem phim tại rạp chiếu phim. Ở một thành phố lớn như Bangkok hay là ở đất nước Thái Lan nói chung thì bạn sẽ có được trải nghiệm thú vị khi mà vào rạp chiếu phim. Sau phần quảng cáo và trước khi bộ phim được trình chiếu, cả rạp chiếu phim sẽ đứng dậy để lắng nghe King Song tạm dịch là bài hát của nhà vua. Điều này là bắt buộc với cả khách du lịch vì họ dành một sự tôn sùng rất lớn với nhà vua và hoàng gia và sẽ bị trừng phạt trước pháp luật nếu không tuân theo những điều này, khá là thú vị và nghiêm khắc đúng không nào? Thêm vào đó thì bộ phim nổi tiếng Hollywood có tên là The King and I, Nhà vua và tôi, không bao giờ được chiếu tại các rạp ở Thái Lan vì bị coi là xúc phạm nhà vua. Ở Thái Lan thì có 3 Tết trong một năm. Tết đầu tiên đó là Tết tháng 4, Tết truyền thống của người Thái Lan với lễ hội tế nước. Tết thứ hai đó là Tết dương lịch thì chúng ta vẫn ăn mừng hàng ngày vào ngày mùng 1 tháng 1 hàng năm, và cái Tết thứ ba là Tết Nguyên đán. Bởi vì là có khoảng 14% dân số của Thái Lan có nguồn gốc từ những người Trung Quốc nên họ cũng ăn Tết Nguyên đán. Thái Lan thậm chí còn có cả những lễ hội dành cho khỉ. Thành phố Lopburi ở miền Trung Thái Lan là nơi sinh sống của hàng trăm con khỉ để cảm ơn những chú khỉ vì doanh thu du lịch mà chúng mang lại. Thành phố tổ chức một lễ hội mang tên là lễ hội tiệc khỉ Lopburi hàng năm với một bữa tiệc trái cây khổng lồ, 2 tấn thịt kèm các món khác để tạo nên bữa tiệc này. Voi chính là biểu tượng của quốc gia, động vật quốc gia của Thái Lan đó là con voi hay còn gọi là Chang Thai, là quốc vật của Thái Lan và đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của đất nước này. Ngày quốc gia về voi của Thái Lan được tổ chức hàng năm vào ngày 13 tháng 3. Con voi quan trọng đến mức mà nó đã xuất hiện ở trên quốc kỳ của Siam và cho đến nay thì vẫn còn là biểu tượng của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Và bạn có biết rằng nếu bạn nhìn vào bản đồ của Thái Lan, bạn có thể thấy nó giống như một cái đầu của một con voi. Tất nhiên là bạn phải huy động thêm một chút trí tưởng tượng của mình nữa. Đó là biểu tượng quốc gia, còn túc túc là biểu tượng của đường phố Thái Lan. Đến với Thái Lan thì bạn sẽ thường xuyên thấy những xe túc túc. Nó được ví như là motorista đặc trưng trên đường phố Thái Lan. Thậm chí trong kỳ Á vận hội lần thứ 13 được tổ chức ở Bangkok vào năm 1998, xe túc túc được sử dụng như là một loại phương tiện vận chuyển về khu tạm trú của các vận động viên đến với sân vận động hoặc là nhà thi đấu. Có môn thể thao quốc gia của Thái Lan không phải là bóng đá mà đó là Muay Thái. Mặc dù bóng đá thì cực kỳ phổ biến ở Thái Lan, đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng là một trong những đội tuyển quốc gia mạnh nhất, giàu truyền thống nhất trong khu vực của Đông Nam Á, nhưng mà Muay Thái là một phần không thể thiếu trong truyền thống và lịch sử của đất nước này. Tầm quan trọng của môn thể thao này được tôn vinh với ngày Muay Thái quốc gia được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Sự phát triển của du lịch Thái Lan cũng góp phần quảng bá Muay Thái trong những ấn phẩm khác nhau, từ những cái bộ truyện tranh nổi tiếng cho đến những nhân vật trong các trò chơi điện tử và đương nhiên là không thể thiếu những bộ phim nữa. Nước tăng lực Red Bull là của Thái Lan. Nó dựa trên một loại đồ uống phổ biến tại Thái Lan từ những năm thập niên 1970 của thế kỷ trước. Red Bull đã được sửa đổi, được thêm thắt, được cập nhật để phù hợp với khẩu vị của người phương Tây và trở thành thứ nước tăng lực nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Thái Lan cũng là quê hương của rất là nhiều loài động vật. Khoảng 1/10 số loài động vật trên hành tinh coi Thái Lan là quê hương và đặc biệt là các loài chim. Nằm cách dễ hiểu thì Thái Lan có nhiều loài chim hơn cả châu Âu và cả châu Mỹ cộng lại. Bên cạnh đó, Thái Lan có một trong những loại cá nước ngọt lớn nhất thế giới, cá tra dầu sông Mekong dài 3 mét với trọng lượng có thể đạt đến là 300 kg. Đồng thời quốc gia này cũng có loài rơi nhỏ nhất thế giới, rơi mũi heo Kitty, còn được gọi là rơi ong vò vẽ, chỉ dài 2,5 cm. Nằm trong hệ thống sinh thái độc đáo của vườn quốc gia Khao Sốc, bạn có thể tìm thấy một loài hoa có tên là loài hoa sắc chết. Đây là loài hoa lớn nhất thế giới. Loài hoa này thì có đường kính có thể lên tới là gần 1 mét và nặng tới hơn 10 kg. Là bông hoa hội tụ rất là nhiều cái nhất, như là bông hoa hiếm nhất, nặng nhất, lớn nhất và thậm chí là có mùi hôi thối nhất thế giới. Và bây giờ nếu mà bạn chuẩn bị đi tới Thái Lan thì hãy chuẩn bị một vài điều sau đây. Dẫm lên tiền ở bất kỳ một quốc gia nào là điều không hay, nhưng mà nếu bạn làm điều đó ở Thái Lan nghĩa là bạn đang vi phạm pháp luật. Đức vua rất được tôn sùng ở Thái Lan, do đó mà những tờ tiền in hình đức vua cũng rất được tôn trọng. Vì thế mà nếu nhìn thấy một tờ tiền hay đồng xu rơi ngoài đường, hãy cẩn thận và nhặt lên. Người Thái Lan thì coi chân là bộ phận bẩn nhất và thấp kém nhất, do đó mà không nên chĩa chân về phía người khác, và vào đền chùa thì nhớ tháo giày dép của mình ra. Hãy cẩn trọng ngay cả khi ngồi vắt chân vì có thể bạn sẽ vô tình hướng bàn chân của mình về phía người khác, và đặc biệt không dùng chân để đầy vào cửa nhà. Bạn cũng không được chạm vào đầu người khác, thể hiện sự tôn trọng đối với đầu của người khác là điều bắt buộc ở Thái Lan.
Đầu được coi là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Vì vậy, văn hóa Thái Lan cấm chạm vào đầu bất kỳ ai, kể cả là trẻ nhỏ. Nếu bạn gặp một người lớn tuổi hơn hoặc là quan trọng hơn bạn, tốt nhất là bạn nên cúi đầu xuống để thể hiện sự tôn trọng đúng mực. Và cuối cùng, đừng cãi nhau với người Thái Lan. Người Thái Lan nổi tiếng là thân thiện, nổi tiếng và hay cười. Nhưng đừng làm mất mặt người Thái Lan trước đám đông. Đánh nhau xong lên đồn cảnh sát sẽ cư xử theo ai đúng, ai sai. Không có đâu. Người Thái Lan luôn luôn yêu người Thái Lan. Câu này trong quốc ca của Thái Lan. Nếu mình không nhầm thì cũng có luôn. Như vậy, tổng kết lại, Thái Lan là một quốc gia độc đáo đến mức khó có thể dừng lại ở một video. Khi đến với Thái Lan thì bạn mới có thể thấy hết những điều thú vị về đất nước này. Chính bởi vậy nên là Thái Lan cũng là một trong những quốc gia trên thế giới có lượt du khách quay trở lại thuộc vào loại đông nhất với tỷ lệ cao nhất. Điều gì của Thái Lan khiến bạn cảm thấy thú vị? Đó là việc đất nước này đang đi trước thế giới hẳn 543 năm hay một điều đặc biệt gì khác? Xin đừng ngần ngại, hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Mỗi ngày Vòng Quanh Thế Giới sẽ không chiếu hai video mới vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ dành thời gian để đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.